Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Kim Cúc. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài 23 Đối lưu bức xạ nhiệt. Thì ở bài 23 này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau đây. Thứ nhất, đối lưu là gì? Bức xạ nhiệt là gì? Và chúng ta sẽ tổng kết lại các hình thức truyền nhiệt chủ yếu của ba chất rắn, lỏng, khí. Và sau đây cô trò chúng ta cùng nhau bước vào bài học các em nhé. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình để theo dõi một thí nghiệm sau đây. Cô đặt một miếng sáp ở dưới đáy ống nghiệm chứa nước và cô đốt nóng ở đầu trên của ống nghiệm. Thì sau một lúc đốt nóng, cô thấy rằng nước ở đầu trên sôi nhưng mà miếng sáp không nóng chảy, chứng tỏ rằng trong trường hợp này nước dẫn nhiệt kém ha, và nhiệt năng không được truyền xuống dưới miếng sáp. Và bây giờ là thí nghiệm số 2, các em cùng quan sát. Vẫn là ống nghiệm chứa nước khi nãy, nhưng bây giờ cô đặt miếng sáp ở phía trên đầu của ống nghiệm và cô sẽ làm ngược lại, cô đốt nóng, cô dùng đèn cồn cô đốt nóng đáy của ống nghiệm. Các em cùng quan sát. Thì cô thấy rằng là miếng sáp nó bây giờ đã bị nóng chảy. Vậy thì rõ ràng rằng nhiệt năng nó đã truyền từ dưới đáy của ống nghiệm lên trên miệng của ống nghiệm và làm cho miếng sáp bị nóng chảy. Vậy trong trường hợp này nhiệt năng, nước nó đã truyền nhiệt năng bằng cách nào vậy các em? Thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó. Mục đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đối lưu là gì. Các em quan sát thí nghiệm, cô giới thiệu đồ dùng. Cô có một cái cốc nước, cô đặt một gói thuốc tím, cô dùng đèn cồn để đốt nóng ngay chỗ cái gói thuốc tím này. Rồi đây là những cái giá đỡ kẹp thí nghiệm vào và cách tiến hành thí nghiệm. Cô dùng đèn cồn đốt nóng ha, các em cùng quan sát thí nghiệm xảy ra. Các em quan sát. Các em thấy sao? Các cái dòng nước màu nè, nó di chuyển theo một dòng nhất định từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới. Ta rút ra được nhận xét đầu tiên. Các dòng nước màu chuyển động theo từng dòng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Và lý giải cho điều đó như sau các em. Cái lớp nước ở dưới nó gặp nóng, nó nở ra. Do đó trọng lượng riêng của nó nhỏ và lúc này nó nhẹ cho nên nó bị đẩy lên trên. Và ngược lại cái lớp nước ở bên trên nó nguội, nó lạnh, trọng lượng riêng của nó lớn. Do đó nó nặng hơn và nó chìm xuống dưới. Cứ như vậy nó tạo thành một dòng đi từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Thì cái hiện tượng như vậy người ta gọi nó là đối lưu. Và đây là hiện tượng đối lưu xảy ra trong chất lỏng. Chúng ta cùng đến với hiện tượng xảy ra trong chất khí. Cô giới thiệu, cô có một cái cốc. Cô dùng một miếng bìa để cô ngăn cái cốc ra làm hai bên. Một bên thì cô dùng ngọn nến để đốt, tức là mục đích là làm cho lớp không khí bên này nóng và bên này là lớp không khí nó nguội hơn. Ở đây cô dùng một cây hương mà người miền Nam chúng ta hay gọi là cây nhang đó các em. Cô sẽ đốt và tạo thành những cái dòng khói màu trắng. Thì tại sao cô phải làm như vậy? Bởi vì cái không khí của chúng ta là nó không màu, các em rất là khó hình dung. Cho nên cái làn khói này nè giúp em hình dung được sự chuyển động của cái lớp không khí. Thì các em quan sát, các em thấy rằng cái lớp khói này nó di chuyển như thế nào các em? Nó cũng thành từng dòng nè, từ trên đi xuống rồi từ dưới đi lên. Như vậy ta rút ra được nhận xét sau đây. Cái lớp không khí mà nó ở gần nguồn nhiệt á, nó nóng lên, nó nở ra và trọng lượng riêng của nó nhỏ nên nó bị đẩy lên trên. Và tương tự cái lớp không khí ở phía trên nó nguội, nó lạnh, trọng lượng riêng của nó lớn, nó nặng hơn cho nên nó bị đẩy xuống dưới. Và cứ như vậy nó tạo thành những cái dòng cố định và người ta gọi đó là sự đối lưu. Như vậy qua hai thí nghiệm ta rút ra được nội dung sau đây. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt theo từng dòng và nó xảy ra ở chất lỏng và chất khí. Chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức vừa rồi để giải thích một số hiện tượng trong thực tế. Câu hỏi đầu tiên, tại sao khi mà đun cái chất lỏng hay là chất khí á, thì ta phải đun từ bên dưới hả các em? Các em quan sát. Ta thấy rằng một cái bếp đun ấm nước thì thường là bếp đặt ở dưới đáy của ấm. Hoặc là ở trong những cái nhà máy xí nghiệp, các em thấy rằng là cái nguồn nhiệt luôn đặt ở dưới và những cái ống khói dẫn lên trên cao. Thì lý giải điều này thì rõ ràng là ta đặt ở dưới đáy để cái lớp không khí ở dưới nó nóng lên
rồi nó tạo thành dòng đối lưu, nó bị đẩy lên trên và cái lớp không khí lạnh bên trên nó lại bị đẩy ngược lại xuống dưới, và nhờ vậy mà cái khói nó được đẩy lên trên cao nhé các em. Một thông tin cô muốn cung cấp với các em, khi mà chúng ta sống và làm việc lâu ở trong các cái phòng kín mà không khí không có được thông thoáng thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là oi bức, rất là ngột ngạt. Và chính vì điều đó mà ở những cái cơ quan, những cái nhà máy, người ta thường hay lắp cái gì đây các em? Đây là những cái quạt thông gió. Thì quạt thông gió này nó sẽ có tác dụng là làm cho không khí lưu thông, tạo thành những dòng đối lưu. Nó sẽ đẩy những cái không khí nóng ở bên trong phòng ra ngoài và nó sẽ đưa những cái lớp không khí mát từ ở ngoài vào trong. Nhờ vậy mà không khí trong phòng luôn được lưu thông và ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng như là khi mà xây dựng nhà ở đó thì người ta thường chú ý là mật độ nhà với nhà, cái khoảng cách nó thưa bớt ra để cho nó thông thoáng. Và điều này thì nó rất dễ thực hiện ở quê bởi vì diện tích đất nó còn rộng, nhưng ở thành phố thì nó khó lắm các em, bởi vì đất chật người đông, nhà thì san sát nhau. Nhưng mà khi xây dựng nhà thì người ta thường thiết kế là nó có nhiều cửa sổ, cửa chính nó thông thoáng với nhau để tạo thành cái dòng đối lưu không khí, giúp cho không khí trong nhà nó luôn được thông thoáng. Và người ta cũng khuyên chúng ta rằng là không có nên đóng cửa mà mở máy lạnh suốt, nó cũng không tốt đâu các em. Mà nên là làm sao? Mở cửa chính, mở cửa sổ thường xuyên ra để cho không khí nó luôn được lưu thông, nó luôn được thông thoáng, nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe chúng ta. Chúng ta đến với hình thức tiếp theo, bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt là gì? Các em cùng quan sát thí nghiệm. Cô giới thiệu đồ dùng, cô có một cái bình cầu chứa không khí. Ở trên đây là một cái ống AB có chứa giọt nước màu. Đèn cồn, một tấm bìa gỗ. Bây giờ cô thực hiện thí nghiệm, các em sẽ quan sát hiện tượng xảy ra và rút ra được nhận xét. Khi cô đốt nóng đèn cồn thì giọt nước màu dịch chuyển từ A đến B. Và khi cô chặn cái tấm bìa này lại thì giọt nước màu nó sẽ dịch chuyển ngược lại từ B về A. Các em quan sát kỹ lại một lần nữa nhé. Giọt nước màu dịch chuyển từ đầu A về đầu B chứng tỏ điều gì hả các em? Câu trả lời của chúng ta là chứng tỏ rằng không khí trong bình đã nóng lên, nở ra và đẩy giọt nước màu dịch chuyển đi. Và bây giờ cô dùng một cái tấm bìa cô ngăn nó lại thì giọt nước màu lại dịch chuyển ngược lại từ đầu B về đầu A chứng tỏ điều gì? Câu trả lời chứng tỏ rằng không khí trong bình lúc này nó gặp nguội, nó co lại. Và miếng gỗ lúc này nó có tác dụng là ngăn không cho nhiệt từ cái đèn này truyền tới cái bình. Và nhiệt năng mà truyền từ đèn đến bình nó đi bằng hình thức là các tia nhiệt đi thẳng. Hình thức này người ta gọi nó là bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt xảy ra được trong chất khí. Và bức xạ nhiệt còn xảy ra ở đâu nữa? Các em cùng quan sát nhé. Đây là mô hình trái đất của chúng ta, bao quanh là lớp không khí và bên ngoài nữa là khoảng chân không và ánh sáng mặt trời. Câu hỏi đặt ra là ánh sáng mặt trời chiếu đến trái đất chúng ta bằng cách nào? Nó không truyền đến bằng hình thức dẫn nhiệt, cũng không phải đối lưu các em mà nó truyền bằng các tia nhiệt đi thẳng. Và sự truyền nhiệt như vậy người ta gọi nó là bức xạ nhiệt. Và chúng ta rút ra được nội dung cho phần bức xạ nhiệt như sau. Các em cùng quan sát. Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Nội dung thứ hai, bức xạ nhiệt có thể xảy ra trong chân không. Và nội dung thứ ba, khả năng hấp thụ nhiệt nó phụ thuộc vào bề mặt của vật. Vật mà có bề mặt càng xù xì, màu sắc càng sẫm thì nó sẽ hấp thụ nhiệt càng nhiều. Chúng ta sẽ vận dụng điều đó để giải thích một số hiện tượng sau đây. Câu hỏi thứ nhất, tại sao về mùa hè thì ta thường mặc áo màu xám mà không nên mặc áo màu tối? Thì câu trả lời, về mùa hè ta thường mặc áo màu xám bởi vì màu xám nó hấp thụ nhiệt ít, do đó sẽ làm cho cơ thể chúng ta không bị nóng. Đây là những cái đồ dùng rất quen thuộc nè các em. Đây là mình hay gọi là cái bình thủy hay là cái phích nước nóng á. Đây là những cái bình giữ nhiệt mà các em hay mang đi trường học đúng chưa nào? Thì tác dụng của những đồ dùng này là làm gì đây? Là giữ nhiệt cho chất lỏng bên trong của nó. Vậy thì nó hoạt động như thế nào? Các em cùng quan sát nhé. Đây là hình vẽ mô phỏng lại cấu tạo. Nó gồm có một cái nút kính để ngăn cái sự đối lưu từ trong ra ngoài. Rồi ngay chỗ lớp vỏ của nó và lớp ruột bên trong nè, các em thấy nó có một cái khoảng không
Và khoảng không này để làm gì đây? Để ngăn cản sự truyền nhiệt, sự dẫn nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Do đó mà những cái chất lỏng chứa trong bình này nó sẽ giữ được nhiệt tốt hơn. Chúng ta cùng tổng kết lại các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong các chất. Các em quan sát bảng sau đây. Chất rắn thì hình thức truyền nhiệt chủ yếu là dẫn nhiệt. Chất lỏng, hình thức truyền nhiệt chủ yếu là đối lưu. Chất khí, hình thức truyền nhiệt cũng là đối lưu. Và trong chân không, hình thức truyền nhiệt là bức xạ nhiệt. Và để kết thúc bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng cô ôn lại những nội dung trọng tâm thông qua sơ đồ sau đây các em nhé. Đối với bài đối lưu bức xạ nhiệt, các em nắm được nội dung sau đây. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt thành các dòng trong chất lỏng và chất khí. Và vận dụng thì chúng ta liên hệ trong thực tế, nhà cửa chúng ta phải mở cửa cho nó thông thoáng nè. Bếp thì chúng ta hay đặt ở dưới đáy của nồi sơn nè. Rồi là một cái thông tin cung cấp với các em nữa là máy lạnh. Máy lạnh thường người ta lắp ở trên cao chứ không lắp ở dưới thấp các em nhé. Để làm gì đây? Để cái lớp không khí lạnh ở bên trên đó các em, nó nặng, nó sẽ đi xuống dưới và nó đẩy cái lớp không khí nóng đi lên trên, tạo thành dòng đối lưu. Và nhờ vậy mà ta ngồi ở phía dưới sàn ta cũng cảm thấy nó mát. Hình thức thứ hai là bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt là gì? Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia đi thẳng. Và đặc điểm của nó là bề mặt của vật mà càng xù xì, màu càng sẫm thì cái khả năng hấp thụ nhiệt càng nhiều. Và ứng dụng cho điều đó, đó là vào mùa hè các em không có nên mặc cái áo màu tối mà nên mặc áo màu sáng các em nhé. Rồi là vận dụng nữa là một đồ dùng, đó là bình giữ nhiệt của chúng ta. Và tổng kết các hình thức truyền nhiệt chủ yếu thì các em nắm được. Trong chất rắn thì hình thức truyền nhiệt chủ yếu là dẫn nhiệt. Trong chất lỏng và chất khí, hình thức truyền nhiệt chủ yếu là đối lưu. Và trong chân không, hình thức truyền nhiệt là bức xạ nhiệt. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Cô hy vọng rằng qua bài học này các em sẽ thu nhận được thật nhiều kiến thức bổ ích và giải thích được nhiều hiện tượng trong thực tế. Mến chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.